Bây giờ những bạn nhỏ trước đó, những em nào chúng ta cảm thấy mình chiều cao ở dưới 1m4, chúng ta xếp thành một hàng cùng thầy với thầy trước một chút. Người lớn chúng ta sẽ đi sau, còn các em nhỏ sẽ thành một hàng vào đây. Dì Nhất đang đâu à? Con xin Dì Nhất ơi. Dì ơi. Dẫn dẫn đi vô hội trường trong đó luôn. Xin chào chị. À vậy hả? Thân con này đi theo gì? Wow. Cao lớn xin lỗ. Đi qua đây. Chú ơi. Đi qua đây nè con, đi qua đây. Qua đây. Và mình ăn một tí đã rồi đi chơi. Đấy. Dạ, nó rồi về. Hello. Mày rồi đúng không? Nó đang ra, nó đầy nước khoáng không Tránh? Đúng rồi, nó đang ở cổng, nó đầy nước khoáng rồi đó, không có lên xe luôn nào. Cái túi đi nè, cái túi này, để một cái túi đây đừng rác. Nó vừa cho một nhóm ra đầy nước mà. Nó có. Rồi, chúng ta sẽ có trang một những trò chơi miễn phí ở đây là chúng ta quyết định tới. Đây là khu riêng phía trước sẵn, cổng mũ rồng hai con rồng này cả nhà. Hôm nay em đón đoàn tử giáo xứ Xuân Trường và đây là hoàng quan Vũ Long. Đây là nhà hàng Du Long nè cả nhà. Buổi trưa đoàn của mình sẽ ăn cơm tại nhà hàng này nha. Rất là mát luôn. Có view cạnh bờ hồ. Rất đẹp luôn. Vũ Long là nơi của những người thích sống ảo nha cả nhà. Bạn nào thích sống ảo thì cứ vô Vũ Long nha. Và nhớ là chuẩn bị mang theo cục sạc dự phòng nha. Vé vào cổng ở đây là 150.000 một người, bao gồm 20 trò chơi miễn phí và 10 trò chơi tốn tiền nha. Đây mình quay sơ khung cảnh ở đây cho các bạn xem. Dọc đường đi người ta trang trí rất là đẹp luôn. Người lớn ngồi nó đau á, nó chỉ có mỗi góc ở đây cái ghê tí thôi.